chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng shop.com. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một dòng sản phẩm, đó là dòng sản phẩm tẩy da chết của Nhật. Thì trên tay em đây là một cái dòng sản phẩm tẩy da chết số 1 tại Nhật và có cái dung tích của nó là 120g. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này á, là dòng sản phẩm được rất là nhiều siêu thị Nhật sử dụng và bán rất là nhiều, là một cái sản phẩm của hãng mỹ phẩm Rosity, là một thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản được thành lập vào năm 1934. Tẩy tế bào chết của hãng này được thiết kế dạng tiếp nhựa mềm và có thể là nhẹ nhàng lấy gel theo ý thích. Thành phần là nước tinh khiết nè, và những cái thành phần rất là nhiều thành phần nhưng mà rất là an toàn cho da. Chất gel là mùi tẩy tế bào chết có dạng gel trong, mùi hoa hồng nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư giãn khi vừa massage vừa ngửi được cái mùi hương thơm thoang thoảng. Vì là loại không hạt nên rất là nhẹ nhàng và thích hợp cho những cái làn da nhạy cảm. Trên tay em đang cầm là cái hãng Rosity, và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này dành cho những cái chị mà da dầu ấy, da dầu, da hay có mụn thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm này nha. Cách sử dụng là sau khi rửa mặt thật sạch và lau khô, cho một ít bằng hạt đậu ấy, một xíu thôi, bằng hạt đậu thôi, ra lòng bàn tay rồi massage nhẹ nhàng lên toàn bộ khuôn mặt. Cảm nhận đầu tiên là thấy chất gel trơn mượt nhẹ nhàng, mùi thơm thoang thoảng. Sau một khoảng vài phút sẽ thấy gel kết thành những cái mảng nhỏ màu trắng. Và sau đó là mấy chị sẽ rửa mặt thật là sạch với nước và cảm nhận được một làn da thật là mịn màng và tươi mướt hơn. Cuối cùng là tiếp tục cho các bước dưỡng da tiếp theo. Các bạn nên sử dụng là 2-3 lần trên một tuần để đạt một cái hiệu quả tối ưu nhất. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này nó có một cái ưu điểm là khi tẩy tế bào chết, da trở nên mịn màng và quan trọng hơn là sạch sẽ và dễ dàng hấp thụ những cái dưỡng chất của tất cả các loại kem dưỡng da. Giá cả thì rất là ok, rất là mềm và phải chăng. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm này không chỉ tẩy da chết cho da mặt mà bạn có thể dùng tẩy da chết cho những vùng da khác như là khuỷu tay nè, rồi những cái chỗ mà da hơi dày thì mấy chị cũng vẫn sử dụng được cái dòng sản phẩm này để cho cái làn da những cái điểm đó nó sẽ không bị khô rát, không bị sập sùi, nó sẽ mướt và đẹp hơn rất là nhiều nha. Chị nào mà muốn mua cái dòng sản phẩm tẩy da chết của hãng Rosity này thì nhanh tay liên hệ em, đây là một dòng sản phẩm của Nhật chính hãng 100% và đang được rất là nhiều chị yêu sử dụng và có những cái phản hồi rất là tốt về cái dòng sản phẩm này. Khi mà chị sử dụng, nó vừa thơm một cái mùi hoa hồng mà nó vừa cảm giác là mềm mướt da cực kỳ và lấy đi những tế bào chết làm sạch da. Khi mà mấy chị đánh kem lên á thì da nó sẽ được hấp thụ những cái dưỡng chất trong kem được đều hơn, cũng như là da của mấy chị sẽ được trắng đều hơn nha. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số điện thoại hotline bên em là 0355 838 057, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ trực tiếp qua cái Zalo bên em qua số là 0933 766 739, hoặc là mấy chị có thể là kết bạn qua cho em qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lip chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là trang Bayer của bên em là mỹ phẩm chính hãng shop bát cứng nha. Và bây giờ em sẽ kết thúc cái video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và chị nào mà muốn đặt hàng mua cái dòng sản phẩm này để lấy đi những tế bào chết cho da mặt của mấy chị sẽ không bị lão hóa, không bị sần sùi, không bị khô, cũng như là không bị bong chóc, thì nhanh tay liên hệ em nha. Đây là một dòng sản phẩm khá là tốt, khá là ok. Cái dòng sản phẩm này mấy chị nên trải nghiệm và sử dụng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công nha. Thank you.